Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Chính Nắng Hà Nội. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt ở trên phố đi bộ Hà Nội. Hôm nay là ngày nghỉ lễ và sáng sớm ngày hôm nay thì Hà Nội đón một trận mưa rào rất là lớn. Mình nghĩ là sẽ phải nghỉ ở nhà, không được đi đâu chơi. Ra đến buổi trưa, buổi chiều là bắt đầu có hửng nắng. Thời tiết hiện tại ở Hà Nội rất là đẹp mọi người ạ. Góc này là góc vẽ truyền thần chân dung. Phong cách này ở đấy nha, đấy ông có cái xe áo trắng kìa, ôi chồng gì mà chồng, lúc nào cũng nghĩ là mình khỏe. Lá rụng đẹp nhở. Get to my mother.
Vợ ý to. Nhìn cái tháp chùa đẹp chưa? Có ca múa nhạc này. Bịt. Chị thử tí cho cháu nhá. Chương trình ca múa nhạc. Chưa ăn mì tôm. Hay bị ăn đói quá sợ hơi. Không khí nó phải nhộn nhịp lên. Xuống lòng đường đi, sao ở trên này mọi người đi chặt chặt đi. Có hoa phượng đây. Ấy. Ấy bắt đầu điểm hoa phượng lở trên đầu cành rồi này. Đẹp nhỉ. Cái này là cây sung hay sao này? Nice. Yeah.
Còn điểm mấy cái bông hoa đẹp nhỉ, cây xanh điểm số bông hoa tím tím. Cỏ lau rồi. Đây góc này đẹp này, đúng không? Vừa chụp được cầu Thê Húc không lại có phượng nữa. Cây này là cây gì mà to thế nhỉ? Cây này chưa bà ấy bảo rồi là sản đấy. Nó không, không có tên. Nó không có tên, hình như không có tên trên thân cây. Không có tên trên thân cây ấy. Quả dép lê ảo diệu. Ôi nhìn nó roi to. Giờ đi đâu anh ạ?
vợ đô là bán hàng. Là cây hoa gì đấy lạ chưa? Không không phải màu à? Nó lên hai cái tai. Ô, nhìn cái đúng như con thỏ luôn này. Cái này trông như cái chị đúng chị trẻ. Mấy cái thứ mà nó bán hàng cái là cái gì à? Đây, cái mời mình phụ tổ của thầy bói thôi. Sang bên phố Hàng Dầu. Sang bên phố Hàng Dầu đi. Thì đi từ đấy vòng qua đây. Đối không nghe. Không nghe. Chị ơi, cho em nhờ tí, nhờ chị chụp cho nhà em một bức ảnh chung. Anh chụp cho bạn đấy. Đây, em chụp đi. À, đây, đây, chụp đi. Anh cầm của anh để em chụp. Thank you.
kéo kẹo kéo đấy này. Đi đi đến chỗ kia quay lại quay cửa bán bò đi, bò này, bò thịt. Bò thịt nó tên là gì nhỉ? À tên là Hoàng. Em có giấy không? Hôm nay chắc đi vào xe mình đoạn của cà phê. Vẫn rửa diện đấy chứ đúng không? Rửa diện càng ngày lễ càng diện. Trường gì nhỉ? Quảng trường gì em quên mất tên. Em biết đây là quảng trường gì không? Đường Quảng Phun. Quên mất, em không nhớ ra. Thank you.
bảy cái gì nhỉ? Thứ bảy hôm nay này. Giống nhau mà. Giống nhau thì sao phải xếp hàng? Chứ không biết. Đâu, đâu.